Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam dự và trao quyết định. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được công bố tại buổi lễ, thành phố bổ nhiệm ông Lê Văn Tuấn, tránh thanh tra Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố trong thời gian 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chúc mừng ông Lê Văn Tuấn được tin tưởng giao nhiệm vụ mới đề nghị ông tuấn tiếp tục nỗ lực trang luyện cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức sở xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt là tham mưu ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trên lĩnh vực quy hoạch xây dựng tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố